Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông tin liên quan đến các quy hoạch nhà ga tại tỉnh Bình Dương và đầu tư tuyến đường sắt Bình Dương kết nối với Tây Ninh. Liên quan đến quy hoạch ga An Bình và điều chỉnh ga Dĩ An vào ga An Bình thực Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân Bình Dương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải có văn bản tham gia ý kiến hồ sơ quy hoạch nêu trên, phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt Việt Nam tư vấn trong quá trình thỏa thuận kết nối hạ tầng và các nội dung có liên quan tại khu vực quy hoạch 2 ga nêu trên để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đối với việc bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt bầu bàn một bài, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh ra soát nhu cầu vận tải để nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt bầu bàn một bài vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, làm cơ sở quản lý quỹ đất và chủ động huy động nguồn lực đầu tư tuyến đường sắt nêu trên.